Chúng ta tiếp tục phần bài học với bài số 16, Shibyukwa. Kayakumi saram khiman heo. Cái đàn thập lục cao như người. Thì ở đây chúng ta bài này chúng ta sẽ học về các nhạc khí, dụng cụ chơi nhạc. Và chúng ta sẽ xem mục tiêu bài học ngày hôm nay là gì. Học sinh mục tiêu. Mục tiêu bài học ngày hôm nay chúng ta có từ vựng Simli sang the Moyang Myosa. Là chúng ta học về hai nội dung của từ vựng. Đó là trạng thái tâm lý. Đó là Simli sang the. Và Moyang Myosa. Chúng ta miêu tả về ngoại hình. Môn bước qua Pyeon In. Ngữ pháp và biểu hiện số 1. Chúng ta có danh từ Manhata. Đây có nghĩa là như N hoặc là bằng N. Động từ đi với L Sengakto Motata. Đây là tôi không nghĩ ra cái việc làm có thể làm được như vậy. Maragi Il phần ngữ pháp phần nói số 1. Chúng ta có Aki Miosaki. Chúng ta miêu tả nhạc khí ở phần số 1 trong phần hội thoại số 1. Môn bước qua Pyeon I, ngữ pháp và biểu hiện số 2. Chúng ta có động từ đi với L Manhata. Ở đây có nghĩa là đáng để làm cái hành động này. Tiếp theo, tính từ động từ đi với Kido Yumiyanghata. Danh từ đi với Uro Yumiyanghata. Ở đây có nghĩa là nổi tiếng nhờ cái danh từ này hoặc động từ này hoặc tính từ này. Tức là nổi tiếng nhờ cái gì đó. Maragi I. Phần nói số 2. Yoga Hwandong Sokehagi. Chúng ta giới thiệu về những hoạt động giải trí. Tutki. Phần nghe. Bungane Moyang Moyangun Seulmyeonghaneun Jeonhwa Daehwa Tutki. Ở đây chúng ta nghe một đoạn hội thoại gọi điện thoại giải thích hoặc là giới thiệu về cái hình dạng của đồ vật. Yeon manteuneun bangbeob deukki. Chúng ta nghe phương pháp làm con diều. Ilgoseugi phần đọc và viết. Chúng ta có Yahoe hwandonge daehan sinmun gisa eukki. Chúng ta đọc bài báo về hoạt động ngoài trời. Jagi narae Changsona Hwantung Sukehanen Kunsugi. Chúng ta viết đoạn văn giới thiệu về địa điểm hay hoạt động của đất nước của bạn. Về môn hoa san chép phần văn hóa, chúng ta có Hanguke Chogakpo. Chogakpo đây là cái miếng vải để cuốn vào cái quà tặng. Chúng ta thấy người Hàn Quốc hay buộc vải vào những cái hộp quà tặng. Thì đấy là cái chogakpo. Hanguke chogakpo, tức là tấm vải gói của Hàn Quốc. Tiếp theo phần phát âm đó là yonum, nối âm. Và bây giờ chúng ta sẽ sang từng phần một của bài học. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần từ vựng oi. Oi trong phần này chúng ta đầu tiên chúng ta có số 1 đó là 시간이 있을 때 무엇을 합니까? Khi các bạn có thời gian các bạn làm gì? 왜 그 일을 하는지 얘기해 보세요. Tại sao các bạn lại làm việc đó? Bạn hãy thử nói chuyện. Đầu tiên các từ vựng đó là 마음이 편안해지다. Đây là nội tâm bình an. Nội tâm trở nên bình an. Tiếp theo 마음에 여유가 생기다. Để làm cho cái tâm hồn trở nên an nhàn. 신이 나다. Đây là có hứng thú. 힘이 나다. Để có sức khỏe. 가슴이 뛰다. Đây là chống ngực đập. Tức tim đập thình thịch. 마음이 설레다. Đây là tâm trạng hồi hộp. Thứ hai, chúng ta có Aki Yonchu Vang Bơm Suke He Boseo. Bạn hãy giới thiệu cái phương pháp
để chơi cái loại nhạc cụ này. Đầu tiên, duruta là ấn, vulta là thổi, thinkita là gảy, chita đánh gõ, kyota là bật. Và bên dưới chúng ta có một loạt các dụng cụ chơi nhạc, người ta gọi là aki đấy, nhạc khí. Đầu tiên là piano, thứ hai là violin, thứ ba là trumpet, thứ tư là guitar, thứ năm là drum. Đây là piano, violon, violin. Tiếp theo là trumpet, again, trumpet, guitar, tức là guitar, đàn guitar của chúng ta. Drum là trống. Đây, đa phần được miêu tả bằng tiếng Anh. Để chúng ta sử dụng những cái từ vựng này để chúng ta nói về những cái phương pháp chơi những cái đàn này. Và tiếp theo số 3, Taum Bungane Boyangun Baraseo. Chúng ta hãy nói những cái đồ vật này có hình gì. Đầu tiên là Semo, đó là hình tam giác ba cạnh. Nemo là hình bốn cạnh. Tungkurami là hình tròn. Và Marumo là hình thoi. Và cái này rất là sử dụng rất là hiệu quả khi mà chúng ta có những đoạn văn hay là những cái vấn đáp về cái miêu tả đồ vật, miêu tả cái xe đạp, miêu tả cái ô tô, miêu tả khách sạn, miêu tả nhà hàng hay miêu tả con người. Tiếp theo, số 4. 주위에 있는 문건의 모양과 느낌은 묘사해 보세요. Chúng ta hãy miêu tả những cái cảm nhận và hình dạng của những cái của chúng ta về những cái đồ vật mà có ở xung quanh. Đầu tiên là các từ vựng như sau. Tungkulta là tròn xoe. Pyeongpyeongata là bằng phẳng. Pochokata là nhọn. Ultungpuntungata là mấp mô, gồ ghề. Taktakata là cứng giáp. Mikropta là trơn. Puturopta là mềm. Kochilta là sần sùi. Chúng ta miêu tả như vậy. Cái này, bài hôm nay chúng ta học về miêu tả và hướng dẫn về những cái hoạt động giải trí, cho nên là những cái phần miêu tả này chúng ta sẽ có ứng dụng rất là nhiều đấy. Ví dụ da của bạn như thế nào, mềm hay là kochilta hay là mikropta hay trong taktakata, cái đấy chúng ta lưu ý, đấy là cái cảm nhận của chúng ta. Chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo bài này chúng ta có ngữ pháp số 1, đó là danh từ Manhata. Danh từ Manhata ở đây có nghĩa là giống như cái danh từ này. Và bây giờ chúng ta sẽ xem phần giải thích của ngữ pháp này. Bài 16. 가야금이 사람 키만 해요. 난 thập lục cao bằng người. Và chúng ta sang phần giải thích ngữ pháp. Ngữ pháp số 1.1 N man hata. Ý nghĩa như N khi mà chúng ta so sánh. Sử dụng khi giải thích về việc vừa miêu tả độ to lớn, vừa so sánh sự khác nhau của độ lớn mà giống nhau một cái gì đó. Kết hợp với danh từ, sử dụng khi phóng đại một cách nhỏ hoặc là một độ lớn so với thực tế. Chúng ta xem thêm một vài ví dụ để chúng ta hiểu thêm về ngữ pháp này. Đầu tiên chúng ta nghe. 가야금이 생각보다 크군요. 네,
제 키만 하네요. 가야금이 생각보다 크군요. 나게 계단 탑록 소비싱이 또니. 왕, 네. 제 키만 하네요. 가방 또이네. 이제 좀 당해라. 가야금이 생각보다 크군요. 네, 제 키만 하네요. và chúng ta xem cái sự biến đổi khi thì là khi man. Tiếp theo, 사과가 얼마나 큰지 몰라요. Không biết táo to như thế nào. 수박만 해요. To bằng quả dưa hấu. 수박. 동생도 저만 해요. 키가 별로 크지 않아요. Em cũng giống tôi. Chiều cao không lớn, tức là không cao. 남자 친구가 사람만 한 곰 인형은 선물로 줬어요. Tức là bạn trai đã tặng quà tôi một con gấu bông to như người. 사람 많아요. 많아다. Và chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp tiếp theo đó là động từ đi với lơ xem các tô một thà. Đây là suy nghĩ tôi không nghĩ được ra như vậy. Và chúng ta xem phần giải thích của ngữ pháp này. 1.2 động từ đi với lơ xem các tô một thà. Ý nghĩa không dám, không thể nghĩ đến cái hành động N, hành động V. Sử dụng khi thể hiện vì một lý do nào đó ở V trước, nên không thể thực hiện một việc nào đó ở V sau. Kết hợp với động từ, ở V trước thông thường xuất hiện các cấu trúc như A-U-S-O, Ki-te-mu-ne, vĩ tố liên kết của lý do. Nếu sử dụng U-mien, vị tố liên kết điều kiện ở vế trước thì sẽ trở thành ý nghĩa giống với a ơi ya động từ 2 là suy tả. Chúng ta xem thêm ví dụ để hiểu thêm về ngữ pháp này. 요즘엔 캠핑 안 가요? 다음 날 không đi cắm trại à? 전에는 자주 갔잖아요. Ngày trước, bạn đi nhiều mà. 요즘 일이 많아서 캠핑 갈 생각도 못 해요. Vì dạo này rất là nhiều việc nên tôi không nghĩ đến cái việc đi cắm trại. 요즘엔 캠핑 안 가요? 전에는 자주 갔잖아요. 요즘 일이 많아서 캠핑 갈 생각도 못 해요. 다음 ví dụ tiếp theo. 학비가 너무 비싸서 유학 갈 생각도 못 해요. Là vì cái học phí đi du học quá đắt nên cái việc đi du học cũng không dám nghĩ đến. 취직 준비 때문에 바빠서 여자친구만 날 생각도 못 해요. Vì là vì chuẩn bị cho cái công việc, chuẩn bị để đi làm rất là bận nên cái suy nghĩ nên tôi không dám nghĩ đến cái việc đi tìm bạn gái. 아, việc gặp bạn gái. 취직 준비 때문에 바빠서 vì cho cái công việc làm, vì bận cho việc làm nên
여자친구 만난 생각도 못 해요. Không dám nghĩ đến cả cái việc gặp bạn gái. 그 식당은 손님이 많아서 vì cái nhà hàng đó vì là khách rất là đông. 예약하지 않으면 nếu mà không đặt trước 갈 생각도 못 해요. Thì không suy nghĩ là thì cũng không có suy nghĩ là đi. Tức là đừng nghĩ là đi nữa. và chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo là phần Madaki In. Madaki In ở đây là cuộc nói chuyện giữa Chun Leng và An Li. Chun Leng và An Li đang bàn bạc với nhau về cái việc chơi nhạc cụ. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe phần hội thoại của hai bạn. 줄리앙 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 요즘 가야금 배우러 다니는데 무척 재미있어요. 가야금이요? 그게 뭐예요? 한국 전통악기예요. 긴 네모 모양 나무판 위에 줄이 12개 있어요. 아, 본 적이 있어요. 그거 크기가 꽤 큰 것 같던데. 네, 사람 키만 해요. 그런데 연주는 어떻게 해요? 손가락으로 줄을 누르거나 튕겨서 소리를 내요. 소리가 참 좋은데 알리 씨도 배워볼래요? 아유, 전 음치라서 악기는 배울 생각도 못해요. Và đây tôi sẽ dịch từng câu cùng với các bạn. 줄리앙 씨는 주말에 보통 뭐 해요? Chun Leng cuối tuần thường bạn thường hay làm gì? 요즘 가야금 배우러 다니는데 무척 재미있어요. Dạo này tôi đang học gayakum. Nên rất là thú vị. Gayakum요? Cái đàn gayakum á. 그게 뭐예요? Cái đó là cái gì nhỉ? 한국 전통악기예요. Đó là nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc. 긴 네모 모양 나무판 위에 줄이 12개 있어요. Ở trên một miếng gỗ hình chữ nhật và nó có một miếng gỗ hình chữ nhật và trên đó có 12 dây. 아, 본 적이 있어요. Tôi đã nhìn thấy rồi. 그거 크기가 꽤 큰 것 같던데. Cái đó có vẻ rất lớn. 네, 사람 키만 해요. Vâng. Nó phải cao bằng người. 그런데 연주는 어떻게 해요? Vậy thì cái đó chơi như thế nào nhỉ? 손가락으로 줄을 누르거나 튕겨서 소리를 내요. Dùng tay vừa ấn vừa gảy thì sẽ ra tiếng. 소리가 참 좋은데. Tiếng rất hay. 알리 씨도 배워볼래요? Ali có muốn học không? 아유, 전 음치라서 악기는 배울 생각도 못해요. Tôi là người mù âm nhạc cho nên là không có suy nghĩ để học, không có suy nghĩ học âm nhạc. Tức là suy nghĩ để học âm nhạc tôi không bao giờ dám nghĩ đến. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lại. 줄리앙 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 요즘 가야금 배우러 다니는데 무척 재미있어요. 가야금이요? 그게 뭐예요? 한국 전통악기예요. 긴 네모 모양 나무판 위에 줄이 12개 있어요. 아, 본 적이 있어요. 그거 크기가 꽤 큰 것 같던데. 네, 사람 키만 해요. 그런데 연주는 어떻게 해요? 손가락으로 줄을 누르거나 튕겨서 소리를 내요. 소리가 참 좋은데 알리 씨도 배워볼래요? 아유,
전 음치라서 악기는 배울 생각도 못해요. và bây giờ chúng ta sẽ xem phần nội dung của đoạn hội thoại. Và cứ mỗi câu tôi lại bật nghe một lần để các bạn vừa nghe và vừa luyện tập theo. Julian 씨는 주말에 보통 뭐 해요? 요즘 가야금 배우러 다니는데 무척 재미있어요. 가야금요? 그게 뭐예요? 한국 전통악기예요. 긴 네모 모양 나무판 위에 줄이 12개 있어요. 아, 본 적이 있어요. 그거 크기가 꽤 큰 것 같던데. 네, 사람 키만 해요. 그런데 연주는 어떻게 해요? 손가락으로 줄을 누르거나 튕겨서 소리를 내요. 소리가 참 좋은데 알리 씨도 배워볼래요? 아유, 전 음치라서 악기는 배울 생각도 못해요. Chúng ta bám sát theo nội dung của bài học và chúng ta dừng theo từng câu một để chúng ta học thuộc lòng nội dung bài hội thoại này. Chúng ta sang phần tiếp theo của bài học. Tiếp theo chúng ta có phần ngữ pháp số 2. Và trong này có hai phần ngữ pháp. Đầu tiên đó là động từ đi với lớn manhata. Ở đây có nghĩa là đáng để làm một việc gì đó. Và chúng ta xem phần giải thích của ngữ pháp này. Ngữ pháp 2.1. Động từ đi với lớn manhata. Ý nghĩa đáng để làm một việc hoặc là có giá trị để làm một việc. Thể hiện cái việc nào đó có giá trị để làm như vậy. Kết hợp với động từ. Có thể sử dụng cả với ý nghĩa là không tốt nhưng ở mức độ ổn theo tình huống xuất hiện ở phía trước. Có nhiều trường hợp sử dụng khi đáng để làm với ý nghĩa đề xuất. Để hiểu rõ hơn về ngữ pháp này, chúng ta vui lòng xem thêm một vài ví dụ ở đây. Đầu tiên là chúng ta nghe. 진해 벚꽃길은 정말 가볼 만해요. 경치가 아주 아름다워요. 그래요? 한번 가봐야겠네요. 진해 벚꽃. Đó là đường hoa anh đào, con đường hoa anh đào Jinhae. 정말 가볼 만해요. Đáng để đi, để thực sự đáng để đi. 경치가 아주 아름다워요. Cảnh rất là đẹp. 그래요? Vậy à? 한번 가봐야겠네요. Có lẽ phải đi xem một lần thôi. Chúng ta nghe lại. 진해 벚꽃길은 정말 가볼 만해요. 경치가 아주 아름다워요. 그래요? 한번 가봐야겠네요. 보다 볼 만해요. Tiếp theo chúng ta có 남산에서 내려 가본 야경은 정말 구경할 만해요. 말했어요. Đó là từ Nam San. Cái cảnh đêm mà nhìn từ Nam San ấy, nhìn từ núi Nam San thì thực sự là đã đáng để xem. Đáng để ngắm. 많이 걸어서 다리 아픈데 어디 쉴 만한 데가
없을까요? vì đi bộ lâu rồi, vì đi bộ nhiều nên là chân đau. Bạn xem là có chỗ nào đáng để nghỉ không? Chỗ nào có thể nghỉ được không? Không có chỗ nào nghỉ được à? Chusa 맞힌 때 좀 아팠지만 잠은 만했어요. 아, 잠은 만했어요. khi mà tiêm thì thấy đau nhưng mà đáng để chịu. Bởi vì khỏi bệnh thì đáng để chịu. 여자친구가 처음 해준 음식이 그럭저럭 먹은만 했어요. 뭔 가이 lần đầu tiên làm cái món ăn cho cái món ăn mà lần đầu tiên mà bạn gái làm cho thì chỉ đáng để ăn tạm thời ăn qua ăn lại. Tiếp theo chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo trong phần bài này. Ngữ pháp tiếp theo trong phần bài này đó là động tính từ kido yumeng hata, tức là nổi tiếng nhờ cái hoạt động hoặc là một cái tính chất nào đó, hoặc danh từ đi với uro yumeng hata có nghĩa là nổi tiếng nhờ cái danh từ này, địa danh hoặc là một cái vật nào đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ về ngữ pháp này trong phần giải thích. Ngữ pháp 2.2 tính từ động từ kido yumeng hata, danh từ đi với uro yumeng hata, ý nghĩa nổi tiếng nhờ hoặc bởi, động từ tính từ hoặc danh từ, thể hiện việc nhiều người được biết đến rộng rãi, tên tuổi ở mức biết đến, kết hợp với danh từ, động từ, tính từ. Để hiểu thêm về ngữ pháp này, chúng ta tìm hiểu thêm một số ví dụ. Hàn Thanh Gang Camping Trường은 시설이 좋기로 유명하대. 그럼 이번 캠핑은 거기로 갈까? Cái sân cắm trại của Hàn Thanh Gang, sông Hàn Thanh thì nổi tiếng. Tôi nghe nói là nổi tiếng nhờ cái trang thiết bị tốt. 그럼 vậy thì 이번 캠핑은 lần cắm trại lần này. 거기로 갈까? Chúng ta sẽ đi nơi đó nhé. Chúng ta nghe lại. 한탄강 캠핑장은 시설이 좋기로 유명하대. 그럼 이번 캠핑은 거기로 갈까? 동대문 시장은 옷이 싸기로 유명하다. 동대문 nổi tiếng nhờ quần áo rẻ. 베토벤은 어렸을 때부터 피아노를 잘 치기로 유명했다. Beethoven ấy, thì từ nhỏ đã nổi tiếng nhờ chơi piano giỏi. Đông Cảng은 rafting으로 유명하다. Sông Đông nổi tiếng nhờ rafting. Rafting đây là chèo thuyền mạo hiểm. Brazil은 축구로 유명한 나라이다. Brazil là đất nước nổi tiếng nhờ bóng đá. Chúng ta sang phần tiếp theo. Chúng ta tiếp tục phần bài học với phần Maraki I, phần nói số 2 trong phần bài học ngày hôm nay. Trong phần Maraki I này, chúng ta xem cái đoạn nói chuyện hai bạn này chuẩn bị đi du lịch. Thì chúng ta xem là họ chọn địa điểm nào. 이번 연휴에 내장산으로 등산 갈까? 내장산은 처음 듣는데 서울 근처야? 아니,
전라도에 있는데 단풍이 아름답기로 유명해. 등산도 좋지만 캠핑은 어때? 난 캠핑 생각만 해도 마음이 설레. 캠핑은 왠지 힘들 것 같아. 잠자리도 불편하고 준비할 것도 많잖아. 그래도 자연 속에서 하룻밤을 보내면 마음이 얼마나 편안해지는데. 고향에서는 여행할 때마다 텐트를 차에 싣고 다녔어. 너 진짜 캠핑 좋아하는구나. 캠핑장은 좀 알아봤어? 당연하지. 한탄강 캠핑장이 좋다고 들었어. 래프팅도 정말 해볼 만하대. và chúng ta sẽ cùng nhau dịch bài này. 이번 연휴에 내장산으로 등산 갈까? Đợt nghỉ lễ lần này thì chúng ta đi núi Nè Trăng San chứ? 내장산은 처음 듣는데? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên núi Nè Trăng San ấy. 서울 근처야? Ở gần Seoul à? 아니. Không. 전라도에 있는데. Có ở Jeollado. 단풍이 아름답기로 유명해. Nổi tiếng nhờ cái lá than phung. Nổi tiếng nhờ cây than phung lá vàng. 등산도 좋지만 캠핑은 어때? Leo núi cũng tốt nhưng mà bạn nghĩ cắm trại thì như thế nào? 난 캠핑 생각만 해도 마음이 설레. Còn tôi thì chỉ cần nghĩ đến cắm trại đã thấy tâm trạng hồi hộp rồi. 캠핑은 왠지 힘들 것 같아. Cắm trại tôi nghĩ là rất là mệt. 잠자리도 불편하고. Chỗ ngủ thì khó chịu. 준비할 것도 많잖아. Và cái những thứ chuẩn bị cũng rất là nhiều. 그래도 자연 속에서 하룻밤을 보내면 마음이 얼마나 편안해지는데. Tuy rằng như vậy nhưng mà nếu mà một ngày đêm chúng ta ở trong tự nhiên thì cái tâm trạng sẽ bạn sẽ không biết là tâm trạng nó sẽ thoải mái đến mức độ như thế nào đâu. 고향에서는 여행할 때마다 텐트를 차에 싣고 다녔어. Ngày trước ở quê mỗi lần đi cắm trại tôi đều cho lều trại lên xe. 너 진짜 캠핑 좋아하는구나. Bạn thực sự là người thích cắm trại đúng. Thực sự là người thích cắm trại đấy. 캠핑장은 좀 알아봤어? Bạn đã tìm hiểu cái địa điểm cắm trại chưa? 당연하지. Đương nhiên rồi. 한탄강 캠핑장이 좋다고 들었어. Hantangang, sông Hantan Campingjang là sân cắm trại ở sông Hantan. Tôi đã nghe là nói đến là sân đó rất là tốt, địa điểm cắm trại đó rất là tốt. 래프팅도 정말 해볼 만하대. Và cái rafting, cái chèo thuyền hơi ở trên những dòng suối, dòng thác, chèo thuyền mạo hiểm ạ. Thì cái rafting cũng là đáng để chúng ta thử. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe lại từ đầu. 이번 연휴에 내장산으로 등산 갈까? 내장산은 처음 듣는데 서울 근처야? 아니, 전라도에 있는데 단풍이 아름답기로 유명해. 등산도 좋지만 캠핑은 어때? 난 캠핑 생각만 해도 마음이 설레. 캠핑은 왠지 힘들 것 같아. 잠자리도 불편하고 준비할 것도 많잖아. 그래도 자연 속에서 하룻밤을 보내면 마음이 얼마나 편안해지는데. 고향에서는 여행할 때마다 텐트를 차에 싣고 다녔어. 너 진짜 캠핑 좋아하는구나.
캠핑장은 좀 알아봤어? 당연하지. 한탄강 캠핑장이 좋다고 들었어. 래프팅도 정말 해볼 만하대. Và bây giờ chúng ta sẽ xem từng câu một trong nội dung của đoạn hội thoại giữa hai bạn, Jung-woo và Steven. 이번 연휴에 내장산으로 등산 갈까? 내장산은 처음 듣는데 서울 근처야? 아니, 전라도에 있는데 단풍이 아름답기로 유명해. 등산도 좋지만 캠핑은 어때? 난 캠핑 생각만 해도 마음이 설레. 캠핑은 왠지 힘들 것 같아. 잠자리도 불편하고 준비할 것도 많잖아. 그래도 자연 속에서 하룻밤을 보내면 마음이 얼마나 편안해지는데. 고향에서는 여행할 때마다 텐트를 차에 싣고 다녔어. 너 진짜 캠핑 좋아하는구나. 캠핑장은 좀 알아봤어? 당연하지. 한탄강 캠핑장이 좋다고 들었어. 래프팅도 정말 해볼 만하대. Và nội dung này chúng ta học thuộc và chúng ta sẽ tập thực hành đóng vai Jung-woo và Steven ở những tình huống khác nữa. Và chúng ta có thể tìm một bạn nữa cùng học để chúng ta đóng vai Steven và Jung-woo qua những phương tiện nói chuyện như là nói chuyện free như là Facebook hoặc là Zalo, Kakao. Và chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sang phần 듣기 1. 잘 듣고 진보에 답하세요. Hãy nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi. Đầu tiên câu hỏi của chúng ta đây có 3 câu hỏi. 남자는 왜 전화를 했습니까? Tại sao người con trai lại gọi điện? Câu hỏi số 2. 남자가 말하는 문건은 어떻게 생겼습니까? Cái đồ vật mà người con trai đã nói nó là nó có hình dạng như thế nào? Số 3. 남자는 전화를 끌고 나서 sau khi mà người con trai này ngắt điện thoại 어떻게 해야 할까요? Là người con trai sau khi gọi kết thúc cuộc điện thoại thì phải làm như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ nghe. 잘 듣고 질문에 답하세요. 여보세요? 엄마, 지금 어디 계세요? 집이세요? 어, 집인데. 엄마, 저 좀 도와주세요. 시간이 없어서 그래요. 왜? 뭐 두고 갔니? 엄마, 어떻게 하셨어요? 아이고, 내가 왜 몰라. 내가 원래 깜빡 잘 잊어버리기로 유명하잖니. 네, 보고서를 깜빡 잊고 집에 두고 왔어요. 오늘까지 내야 하는데. 그래? 어떡하니? 내가 갖다 줄까? 아니요. 외장하드 디스크를 안 가져왔으니까 우선 하드디스크 좀 찾아봐 주세요. 제 방 책상 위에 있을 거예요. 하드디스크? 컴퓨터 말이니? 그게 아니고요. 엄마, 책상 위 노트북 옆에 긴 네모 모양의 물건이 하나 있을 거예요. 색깔은 까만색이고 크기는 휴대폰만한데 휴대폰보다는 좀 두꺼워요. 짧은 전선이 달려있고요. 까맣고 휴대폰만한 물건이라고 했지? 그래, 여기 있구나. 디스크라고 해서 둥근 모양인 줄 알았더니 사각형이네. 이걸 어떻게 할까? 엄마, 거기에 있는 파일 하나만 이메일로 보내주세요. 파일? 예, 내가 파일은 한 번도 안 보내봤는데. 어떻게 하는 거니? 아, 할 수 없네요. 그냥 두세요. 제가 갈게요.
Và cái nội dung đoạn này đó chính là bạn ấy quên tài liệu ở trong cái bộ nhớ di động. Và bộ nhớ di động này ở trong phòng làm việc. Và mẹ đã tìm thấy rồi, nó có hình chữ nhật và to như là điện thoại, mà so với điện thoại thì nó dày hơn, màu đen. Và bạn chỉ cần gửi cái file ở trong đấy cho bạn này thôi, nhưng mà mẹ không biết cách gửi như thế nào cả, cho nên bạn này vẫn phải đi. Và chúng ta nghe lại một lần nữa. 잘 듣고 질문에 답하세요. 여보세요? 엄마, 지금 어디 계세요? 집이세요? 어, 집인데. 엄마, 저 좀 도와주세요. 시간이 없어서 그래요. 왜? 뭐 두고 갔니? 엄마, 어떻게 하셨어요? 아이고, 내가 왜 몰라. 내가 원래 깜빡 잘 잊어버리기로 유명하잖니. 네, 보고서를 깜빡 잊고 집에 두고 왔어요. 오늘까지 내야 하는데. 그래? 어떡하니? 내가 갖다 줄까? 아니요. 외장 하드 디스크를 안 가져왔으니까 우선 하드 디스크 좀 찾아봐 주세요. 제 방 책상 위에 있을 거예요. 하드 디스크? 컴퓨터 말이니? 그게 아니고요. 엄마, 책상 위 노트북 옆에 긴 네모 모양의 물건이 하나 있을 거예요. 색깔은 까만색이고 크기는 휴대폰만 한데 휴대폰보다는 좀 두꺼워요. 짧은 전선이 달려있고요. 까맣고 휴대폰만한 물건이라고 했지? 그래, 여기 있구나. 디스크라고 해서 둥근 모양인 줄 알았더니 사각형이네. 이걸 어떻게 할까? 엄마, 거기에 있는 파일 하나만 이메일로 보내주세요. 파일? 예, 내가 파일은 한 번도 안 보내봤는데. 어떻게 하는 거니? 아, 할 수 없네요. 그냥 두세요. 제가 갈게요. Và bây giờ chúng ta sẽ xem phần đáp án của phần nghe số 1 này. Số 3, đó là không mang báo cáo. Và câu số 2 là nó là cái số 2. Và câu số 3 là tiếp theo người con trai sau khi gọi điện thì sẽ phải làm gì? Nó đi về nhà. Chiburo Kanta. Và chúng ta sang phần tiếp theo, đó là chan thức cô chimbude tập phaseo, nghe và trả lời câu hỏi. À, bài này đó là cái phương pháp làm diều, cho nên các bạn chú ý. 남자의 여자는 지금 무엇을 하고 있습니까? Người con trai và người con gái, 남자와 여자, người con trai và người con gái bây giờ đang làm gì? 남자가 만든 여는 다음 중 어느 것일까요? Người con trai, cái diều mà người con trai làm ấy, là một trong những cái nào ở trong này? Nó là cái nào trong số những cái trong này? Số 3, 들은 내용과 맞는 것은 고르세요. Cái nội dung, hãy chọn cái nội dung đúng với nội dung mà bạn nghe được. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại này. 잘 듣고 질문에 답하세요. 오늘은 연을 만들어 보겠어요. 한국에서 연을 만들어 본 적이 있어요? 아니요. 하지만 한강공원에서 아이들이 연 날리기 하는 걸 본 적이 있어요. 연이 마름모 모양이고 꼬리가 길던데요? 한국의 연은 다 그렇게 생겼나요? 그렇지 않아요. 세모, 네모, 마름모 등 여러 가지 모양이 있어요. 오늘은 이 연을 만들어 봐요. 이건 네모 모양이네요. 그래요. 이제 만들어 볼까요? 먼저 종이 가운데 동그랗게 구멍을 내세요. 연에 구멍을 만들어주면 연이 잘 날거든요. 구멍은 얼마나 크게 만들어야 해요? 이 음악 CD만하게 만들면 돼요. CD를 줄 테니까 종이 위에 놓고 동그라미를 그린 후에 자르세요. 이렇게 하면 되나요? 네, 좋아요. 이제 뒤쪽에 대나무를 붙이고 실을 묶으면 돼요. 어서 날려보고 싶어요. 그럼 나가서 한번 날려봐요.
누가 연날리기를 잘하는지 볼까요? 제가 이길 거려? 제가 고향에서 연날리기 잘하기로 유명했거든요. 바 hai bạn này là đang làm diều đúng không ạ? Đang làm diều. Và cái diều mà các bạn làm là cái nào? Thì chúng ta nghe thêm một lần nữa. 잘 듣고 질문에 답하세요. 오늘은 연을 만들어 보겠어요. 한국에서 연을 만들어 본 적이 있어요? 아니요. 하지만 한강공원에서 아이들이 연 날리기 하는 걸 본 적이 있어요. 연이 마름모 모양이고 꼬리가 길던데요. 한국의 연은 다 그렇게 생겼나요? 그렇지 않아요. 세모, 네모, 마름모 등 여러 가지 모양이 있어요. 오늘은 이 연을 만들어 봐요. 이건 네모 모양이네요. 그래요. 이제 만들어 볼까요? 먼저 종이 가운데 동그랗게 구멍을 내세요. 연에 구멍을 만들어주면 연이 잘 날거든요. 구멍은 얼마나 크게 만들어야 해요? 이 음악 CD만하게 만들면 돼요. CD를 줄 테니까 종이 위에 놓고 동그라미를 그린 후에 자르세요. 이렇게 하면 되나요? 네, 좋아요. 이제 뒤쪽에 대나무를 붙이고 실을 묶으면 돼요. 어서 날려보고 싶어요. 그럼 나가서 한번 날려봐요. 누가 연 날리기를 잘하는지 볼까요? 제가 이길 거려. 제가 고향에서 연 날리기 잘하기로 유명했거든요. 네, đây chúng ta xem đáp án trong phần bài này. 연, 연은 만들고 있다. Hai người này đang làm diều. Và cái diều mà hai bạn đang làm đó là bức hình số 2. Và cái nội dung số 3 thì đó là nội dung số 1. Người con trai này ở quê từ nhỏ đã nổi tiếng là chơi diều giỏi. Và chúng ta sang phần tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sang phần Ikki. Ikki trong phần này đó là Hangang Kongwon e Sumun Chemi Rul Chachazo. Ở đây chúng ta tìm ra hơi thở thú vị của Hangang Kongwon. Chúng ta cùng tìm hiểu bài đọc này. Seon Simine Sanjek Changsoro Yumyeonghan Hangang Kongwon이 야외 활동에 전국이라는 사실에 아는 사람은 많지 않다. Ở Seoul, những người dân Seoul, cái điểm nổi tiếng dành cho việc đi bộ của người dân Seoul đó là Hangang Kongwon, là một cái nơi thiên đường dành cho những người đi bộ. Mà cái sự thật đó thì không phải nhiều người đều biết. Tôi chỉ 예전은 생각도 못했던 활동들은 한강에서 즐길 수 있다. Ở đô thị, những cái hoạt động ở đô thị có thể là không thể nghĩ đến nhưng ở công viên Hangang đều có thể thực hiện được. Seoul 시는 이번 봄에 한강 공원에서 즐길 수 있는 특별한 활동은 추천하고 있다. Hiện tại đang có những cái chương trình giới thiệu những cái hoạt động đặc biệt rất là vui vẻ ở Hangang Kongwon vào mùa xuân. Ở công viên Hangang vào mùa xuân này ở thành phố Seoul. Vâng chờ túc sơm Hangang Kongwon này sơ khá miền. Ngọc phi ca tà rân nề mô. Mô yang e vun thung vun thung han. 벽은 볼 수 있는데 그게 바로 인공 암벽장이다. Đầu tiên, khi nếu mà bạn đến công viên Hangang ở Túc Sơm thì bạn sẽ thấy một cái bức tường cao hình chữ nhật lồi lõm. Thì đó chính là cái sân tập leo núi. Bức tường nhân tạo leo núi nhân tạo.
đấy là bức tường người ta làm ra. 인공 암벽장은 누구나 무료로 이용할 수 있고, ở cái leo núi, bức tường leo núi nhân tạo đó thì mọi người đều được tham gia miễn phí. 무료로 배울 수 있다, có thể được luyện tập, được học miễn phí. Vừa được chơi và vừa được học miễn phí. 이용 시간은 정수기 3월부터 11월 và thời gian cao điểm thì thời gian hoạt động từ tháng 3 đến tháng 11. Vào thời kỳ cao điểm từ tháng 3 đến tháng 11. 오전 9시부터 오후 9시까지 buổi sáng 9 giờ và buổi tối đến 9 giờ. 비수기 vào kỳ vắng khách. Từ tháng 2 từ tháng 12 đến tháng 2 thì 9시부터 오전 9시부터 오후 5시까지이다. Thì vào mùa vắng khách thì từ tháng 2 tháng 12 đến tháng 2 thì buổi sáng từ 9 giờ buổi chiều đến 5 giờ. 광나루 한강 공원에서는 ở công viên Hankang Gongwon, ở công viên Hankang ở Gwangnaru thì làm sao ạ? 자전거와 린스바이크를 즐길 수 있다. Bạn ở đây bạn có thể chơi đi xe đạp và chơi tàu chạy trên đường ray. 자전거 이용 요금은 20분에 1,000원이고 việc sử dụng đi xe đạp thì 20 phút 1.000 won. Man 6세 미만 어린이는 무료다. Đối với những em bé dưới 6 tuổi thì được miễn phí. 렌 바이크는 ô tô điện 약 10분 동안 탈 수 있는 길인데 thì ô tô điện thì có chạy trên đường ray thì có đường ray chạy trong khoảng 10 phút. 이인용 좌석 사이에 작은 의자가 있어서 어린이와 함께 온 가족도 이용할 만하다. Cái ghế ngồi thì có hai ghế và ở giữa có một cái ghế nhỏ. Vì ở giữa có ghế nhỏ nên đáng để cho các gia đình tham gia cùng với các trẻ em. 총 10대가 마련되어 있으며 tổng có 10 cái được chuẩn bị đồng thời. 이용 요금은 2,000원이다. Và cái phí sử dụng là 2.000 won. Vậy cái đoạn hội thoại, cái đoạn mẫu tin giới thiệu về Hankang Gongwon, hơi thở của Hankang Gongwon này thì chúng ta sẽ chọn một số cái tiêu điểm. Đầu tiên số 1 là Hankang Gongwon này sơ chinh kinh su innen yawe hoàn tông e buosun buosi isnika. Thì ở đây ở Hankang Gongwon bạn có thể chơi được những cái có thể chơi những trò chơi ngoài trời. Được mấy trò chơi? 1, 2 hay là 3? 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Ở đây thì có nội dung nào là giống nội dung của đoạn văn? Thì đây câu trả lời. Đấy. Đấy, 3 trò như thế này. Đầu tiên trò leo tường, trò đi xe đạp và đi ô tô điện. Tiếp theo, nội dung giống với nội dung của đoạn văn. Chúng ta có 5 tuổi thì miễn phí, bởi vì đây từ 6 tuổi trở xuống là miễn phí rồi. Và chúng ta tiếp tục, chúng ta sang phần văn hóa. Môn hoa san chét, hăng gu kê, chô gạc bồ. Chô gạc bồ chính là cái miếng vải quấn vào đây. Đấy. Đầu tiên là yông tô, đây là sử dụng như thế nào.
조각본은 주로 문건은 사거나 선물은 보장할 때 샀지만, đựng hàng hóa hoặc là đóng gói hàng hóa là dùng để gói quà tặng. Nhưng 음식은 덮어 두거나 장물에 걸어 햇빛은 갈리는 등 다양하게 사용되었습니다. Ngoài ra, nó cũng dùng để đậy các món ăn hoặc là dùng để che ánh nắng ở cửa sổ, dùng những hoạt động đa dạng khác cũng được. 조각본은 문건의 모양이나 크기에 관계없이 쓸 수 있고, khi mà sử dụng 조각보 thì không quan trọng là cái độ lớn hoặc là hình dạng của đồ vật, cũng có thể sử dụng được, không quan tâm đến cái đó. 보관도 쉽다는 장점이 있습니다. Và cũng bảo quản rất là dễ. Đó là cái điểm tốt của nó. Tiếp theo, 모양. 전 조각은 이어서 예쁜 조각보를 만들었습니다. Thì cái này được tạo ra. 조각보 được tạo ra. Một cái 조각보 đẹp được tạo ra từ những cái đầu vải, đầu của mẫu vải. 옷은 만든 거 남은 저는 사용했기 때문에, vì sử dụng những cái đầu vải, làm đầu vải thừa từ cái việc làm những cái áo, nên 자연스럽게 세모 네모 마르모 무늬가 만들어졌습니다. Vì như thế cho nên nó đã được tạo ra từ những cái hoa văn, hình thoi, hình vuông, hình thoi, hình tứ giác, hình tam giác một cách tự nhiên. 그 아름다운 색깔과 모양 때문에, vì nó được làm từ nhiều màu sắc và nhiều hình dạng và màu sắc đẹp, nên 조각보는 현재까지도 뛰어난 예술품으로 사랑받고 있습니다. Và vì nó là làm từ những hình dạng và màu sắc đẹp nên nó vẫn giành được, nó vẫn nhận được cái tình cảm lớn như một sản phẩm nghệ thuật được lưu giữ đến tận ngày nay. Nên Chocapo được giành được những tình yêu, giành được những tình cảm như là một cái tác phẩm nghệ thuật cho đến tận ngày nay. Tiếp theo chúng ta có phần phát âm. Từ Roboseo, chúng ta hãy thử nghe. 들어보세요. 1. 떡볶이가 맛있네요. 2. 값을 깎아드릴 테니까 다음에 또 오세요. 와, quy tắc phát âm trong phần này đó là khi mà đây là quy tắc luyến âm, khi đằng sau nó bắt đầu là một nguyên âm thì phát chim sẽ được luyến lên làm âm đầu của âm đằng sau. Đó là như vậy. Quy tắc thứ hai. Nếu mà từ vựng phía trước có phát chim là pờ, tờ, cò, và đằng sau có nguyên âm thì đằng sau sẽ được phát âm theo cái phát âm của cái âm phía đằng trước. Ví dụ cát thì đây là cò, thì tờ thì đằng sau là cơ tốt. Đấy, buộc áp thì là bua cặp,
phua cà phê. Và chúng ta xem bên dưới và chúng ta nghe người ta phát âm. 다음을 읽고 연음 현상이 일어나는 곳에 주의해서 읽어보세요. 오늘은 내 생일이었다. 하지만 친구들은 내 생일이 몇 월 며칠인지 모르는 것 같아서 슬펐다. 아침에 따뜻한 겉옷을 입고 나왔는데도 날씨가 더 춥게 느껴졌다. 그런데 같은 반 친구가 수업 후에 자기 집에서 저녁을 먹자고 했다. 한국에서 친구 집에 가는 것이 처음이라서 학교 앞에서 꽃을 사갔다. 그 집에 들어가자 갑자기 불이 켜지고 친구들이 큰 소리로 생일 축하 노래를 불러주었다. 친구들은 나를 위해서 선물을 준비하고 내가 좋아하는 닭을 튀기고 떡볶이도 만드느라 오후 내내 바빴다고 했다. 친구들은 음식이 맛없을까 봐 걱정했지만 나는 태어나서 가장 멋있는 생일상을 받았다. 앉아 있는데 너무 행복해서 눈물이 나왔다. 친구들아, 정말 고마워. 다음을 읽고 연음 현상이 일어나는 곳에 주의해서 읽어보세요. 오늘은 내 생일이었다. 하지만 친구들은 내 생일이 몇 월 며칠인지 모르는 것 같아서 슬펐다. 아침에 따뜻한 겉옷을 입고 나왔는데도 날씨가 더 춥게 느껴졌다. 그런데 같은 반 친구가 수업 후에 자기 집에서 저녁을 먹자고 했다. 한국에서 친구 집에 가는 것이 처음이라서 학교 앞에서 꽃을 사갔다. 그 집에 들어가자 갑자기 불이 켜지고 친구들이 큰 소리로 생일 축하 노래를 불러주었다. 친구들은 나를 위해서 선물을 준비하고 내가 좋아하는 닭을 튀기고 떡볶이도 만드느라 오후 내내 바빴다고 했다. 친구들은 음식이 맛없을까 봐 걱정했지만 나는 태어나서 가장 멋있는 생일상을 받았다. 앉아 있는데 너무 행복해서 눈물이 나왔다. 친구들아, 정말 고마워. Đoạn hoàn toàn này cũng là đoạn để kết thúc bài học số 16. Ở bài này chúng ta lưu ý là có những nội dung về nhạc khí, những nội dung về phương pháp chơi nhạc khí và miêu tả đồ vật. Ở đây chúng ta lưu ý giúp tôi, đó cái cách miêu tả đồ vật là quan trọng nhất. Cho nên chúng ta lưu ý những cái phương pháp nói hình, rồi nói cái cảm giác của chúng ta, cảm giác, cảm nhận thấy về những cái đồ vật, ví dụ như là sần sùi, hay là nhẵn, hay là mềm. Những cái đó chúng ta sẽ miêu tả sau này rất nhiều. Nên chúng ta lưu ý như vậy. Đến đây cũng xin kết thúc bài học ngày hôm nay. Mọi thông tin, thắc mắc hoặc trao đổi thêm, mời bạn liên hệ với thầy Hoàng Xuân Trường, số điện thoại 0374 480 888 hoặc đến tại Trung tâm Hàn ngữ Seoul Thái Nguyên hoặc Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Phổ Yên Thái Nguyên. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Chúc các bạn có một buổi học vui vẻ, hiệu quả.